Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 23 tháng 5 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trạng thái mưa vừa mưa to, nhiều nơi mưa rất to đã diễn ra ở nhiều khu vực. Đối với khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, từ đêm nay sẽ bước vào một đợt mưa mới, nhiều nơi sẽ xảy ra mưa to đến rất to. Vùng mưa to tập trung chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ, trong đó các khu vực vùng núi cao như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng cũng sẽ xảy ra mưa rất to, đề phòng có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các khu vực vùng trũng thấp ven sông. Trạng thái mưa to sẽ còn diễn ra ở khu vực này trong 2 đến 3 ngày tới. Đối với khu vực phía Nam, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoặc đồng bằng, trạng thái mưa dông về chiều sẽ thường xuyên diễn ra ở những khu vực này. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với một vùng xoáy thấp nằm ở phía tây của khu vực Bắc Bộ, từ đêm nay đến hết ngày 24 tháng 5, hầu khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều có mưa vừa mưa to trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Riêng khu vực Trung Du, vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện những điểm mưa to lên tới 400 mm. Do có mưa nên nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đều giảm thấp chỉ từ 26 đến 27 độ. Vùng đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng từ 29 đến 33 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, trong đêm nay có mưa vài nơi. Sang đến ngày mai trời nắng, nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ. Lưu ý về chiều và tối mai, ở khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Lưu xuống ở phía Nam, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh và tiếp tục gây ra mưa rào và dông trên diện rộng cho cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều và tối. Nhiệt độ trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông bao gồm khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở mức rải rác. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động. Trong mưa dông kèm theo đó là nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.